Nhá, bây giờ hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ đi đến cái chủ đề là khoảng cách giữa hai điểm thẳng chống nhau. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ nói một cách đơn giản nhất cho các bạn thế nào là khoảng cách giữa hai điểm thẳng chống nhau. Thì trong chương trình lớp 11 đến lớp 12, bài toán khoảng cách giữa hai điểm thẳng chống nhau ấy, thì bạn nhớ thầy là khoảng cách chuẩn chỉ nó là đoạn vuông góc chung. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đường C này chưa ạ? Thì nó sẽ là vuông góc với cả A cả B. Hay nói khác là nó cắt luôn AB tại Y với G. Thì cái đoạn EG này này sẽ là khoảng cách. Thì thực tế trong các cái bài toán khoảng cách giữa hai điểm thẳng chống nhau thì cái đường EG này gần như không thể các bạn vẽ được trên hình. Nếu mà bạn vẽ được thì rất là ok đúng không? Vẽ được thì xác định được luôn. Nhưng mà 90% các bài toán khoảng cách các bạn sẽ không vẽ được. Vậy thì chúng ta phải có phương pháp dựng hình và phương pháp chứng minh riêng biệt theo tùy từng dạng bài. Thì thầy nói qua với các bạn, chúng ta sẽ có 3 dạng bài chính. Đấy. Dạng đầu tiên là dạng dễ nhất, là ta vẽ được luôn cái đoạn vuông góc chung. Đấy. Là vẽ được đúng theo định nghĩa luôn mà không cần phải làm cái phương pháp gì đặc biệt cả. Đó, thì thầy sẽ đi vào dạng 1 trước, rồi dạng 2, dạng 3 thì nói sau. Thì đơn giản chúng ta sẽ tách thành hai dạng chính thôi. Dạng 1 là vẽ được. Đấy, là vẽ được luôn đoạn đường vuông chung này. Đấy, dạng 2 là sao đấy? Là không vẽ được. Đấy, thì không vẽ được, chúng ta sẽ dùng các cái phương pháp gì để chúng ta đi tìm khoảng cách thì thầy sẽ nói sau. Đấy, tổng kết đoạn này có hai dạng chính nhá. Đó. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến dạng 1. Đó. Câu này dễ này. Hình lẫn trụ tam giác đều có đáy là như này và như này đúng không ạ? Mình vẽ hình nhanh. Lăng trụ tam giác đều hôm trước thầy vừa dạy rồi, mặc định là lăng trụ gì? Lăng trụ đứng. Đúng chưa? Đó. Và mình vẽ nhỏ nhỏ đây. A phẩy, B phẩy, C phẩy AC. ABC. Cạnh đáy bằng A thì chúng ta cho là 1 này, chiều cao là 2A, ok chưa? MN là được là trung điểm của BC và A'C'. BC đâu ạ? Đây BC đây, đây là M nhé. N là trung điểm của A'C'. A'C' là anh này. Đấy. Và bài toán yêu cầu chúng ta tính xác định hoặc đi tính khoảng cách giữa hai đường AM với cả BN. AM đâu ạ? Đây là đường này. Đấy, còn B'N là đường này. Đúng không? Thì trông thì có vẻ khó khó thôi, nhưng mà thực ra ấy, các bạn nhìn được ngay trên hình cho thầy cái đoạn nào vuông góc được cả hai cái đường này đi ạ? Chính là ba đường gì? Các bạn công nhận ba cái đường cao này là đoạn vuông góc chung của hai đường này chưa? Bởi vì bạn tư duy như này, cái anh B'N nằm ở đáy gì? Đáy trên. Đây, cái thằng này nằm đáy trên này. A'B'C' đúng không các bạn? Cái thằng AM nằm ở đáy gì? Đáy dưới ABC chưa? Và rõ ràng cái cạnh bên là vuông góc với cả hai mặt phẳng này đúng không các bạn? Đúng không ạ? Và vuông góc với cả hai mặt phẳng này thì nghĩa là nó sẽ vuông góc luôn cả hai cái đường màu xanh này chưa? Còn đây là đoạn vuông góc chung, ok chưa các bạn? Đấy, thế thì bài này mình sẽ ngay khoảng cách chúng ta cần tìm chính là một trong ba cái anh này. Và rõ ràng cạnh bên người ta cho bằng 2 rồi. Thì bài này mình chọn đáp án gì đây? Đáp án A, xong bài. Và bài này là bài mà chúng ta có gì? Có hình sẵn luôn. Cả lớp có hiểu ý thì nó không ạ? Đấy, các bạn trong Zoom mà ok thì comment cho thầy 1A của mình chat nhá. Các bạn ở trung tâm có bạn nào chắc có gì không? Ok chưa Mạnh? Ok chưa? Rồi. Rồi, sang câu số 2 nhá. Hình lập phương này. À, mình cũng vẽ nhanh. Đây là những câu rất là dễ. Dạng 1 là dạng dễ nhất nhưng mà hiếm thi. Để dễ như này thì các bạn 10 hết đúng không ạ? Đấy. Thì vẽ hình nó nhỏ thôi, các bạn dễ, không cần phải vẽ to làm cái gì cả. Rồi, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy nhá. Tôi chết rồi, quên mất có một vấn đề là từ. A, B, C, D. Rồi nhá, nhìn tiếp này, khoảng cách giữa BB phẩy và AC. Đây, BB phẩy đây. AC là anh dưới đáy đúng không? Đấy. Thế bây giờ đoạn vuông góc chung của hai cái đường này là anh nào? Đó. Rồi đố vào lớp mình chưa hình xác định là đâu là đoạn vuông góc chung. Đoạn vuông góc chung một cái đoạn nó vuông góc được cả hai cái đường này. Thì cả lớp nhìn nhá. Thứ nhất, các bạn nhìn ở dưới đáy đi dễ nhất này. Dưới đáy cái đường nào vuông góc với AC?
BD đúng không? Ừ, chắc chắn là BD rồi, các bạn rất thông minh. Cánh thật đáy linh phuông mà. Phuông tại O đúng không? Thì bạn thấy ngay cái đường BD này vừa vuông góc với cả AC mà nó vuông góc với cả BB phải chưa? Thế rất nhiều bạn mà thấy ơi, khoảng cách nó sẽ là BD, sai luôn. Khoảng cách là chúng ta dùng cái từ đoạn nhé. Ok không ạ? Thì theo các bạn là BD hay là BO? BO mới chính xác. Có hiểu thế nào là đoạn không? Nghĩa là chúng ta chạm đến cái cạnh đấy chúng ta dừng lại luôn. Thì bạn nhìn đây này, cái đường đường BO là cái đường mà đây này, chạm đến hai cái đường màu xanh là cây và đường xanh nước biển chưa? Mình chỉ lấy cái đoạn này thôi. Thì bên này chúng ta nhẩm nhanh. Khoảng cách là BO và bằng một nửa BD. Mà thầy dạy bạn công thức thì nhanh rồi. Hình vuông cạnh là một thì đường chéo lại là căn mấy? Căn 2. Vậy thì chúng ta lắp vào là căn 2 trên trên 2. Tự tin cho đáp án gì? Đáp án C. Ok cho em. Có nào thắc mắc nhiều ạ? Mấy bạn chung chung ok không ạ? Ok thì comment cho thầy, ok ạ với cái chat nào. Đấy. Nhớ là đoạn nhá, chứ không phải lấy đường BC nữa. Các bạn chữa nhanh mà vở đi. Đó thì dạng 1 là dạng rất là dễ. Xong chưa ạ? Đó. Tiếp theo nhá. Bây giờ dạng 2 này. Đó là hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau. Thì đây là rơi vào cái trường hợp là sao đây ạ? Là chúng ta không xác định được luôn trực tiếp cái đoạn vuông góc chung. Hoặc nếu mà có ấy, thì nó sẽ hơi khó làm một chút. Nó hơi khó làm một chút. Thế bây giờ các bạn ghi cho thầy dạng 2. Đó, dạng 2. Ở đây phải là kiểu 2 mới đúng. Đấy, dạng 2 kiểu 2. À, kiểu 1. Kiểu 1. Bỏ cái chữ dạng này đi nhá. Dạng 2 của chúng ta, quên mất là thầy xếp nhầm. Dạng 2 đó là gì ạ? Đó là, thôi mình cứ để dạng 2 đi, nó cho nó đỡ loạn. Để dạng 2 đi. Nhưng mà cái nhớ này, dạng 2 đó là hai đường thẳng chéo nhau và nó có yếu tố vuông góc với nhau. Nghĩa là trên hình em chứng minh được vuông góc với nhau. Thì thực ra các bạn để ý nhá, ở cái bài cái dạng 1 ấy, cái dạng 1 với dạng 2 này thực ra là cái cốt lõi là nó như nhau. Tại vì sao thì nó điều đấy? Bởi vì dạng 1 các bạn ngắm lại cái bài 1 với bài 2 đi. Thì bạn ý là cái bài 1 với bài 2 ấy, ví dụ bài 1 này, hai cái đường màu xanh nước biển này nó có vuông góc với nhau không? Đúng các bạn ấy. Có vuông không? Hai đường màu xanh nước biển này. Cái đường AM với cả B'N có vuông không? Có. Bởi vì sao? À không, không vuông góc. Không vuông góc, nhầm, không vuông góc. Nhưng mà mình vẽ được đoạn vuông góc chung đúng không các bạn? Đấy. M là trung điểm nhưng mà AM không thể vuông góc với BN được, B'N được. AM vuông góc với cả BC mà. Chưa hiểu không? Đúng không? Thì cái câu 1 này thì nó rõ ràng, nếu mà nói về cái dạng ấy thì là hai đường này chéo nhau nhưng không góc với nhau nhá. Nhưng mà cái câu 2 này này thì nó có thể xếp được vào cái dạng 2 của chúng ta. Bởi vì cái đường đường BB' và đường AC là hai đường chéo nhau mà nó vuông góc với nhau. Các bạn công nhận với thầy là BB' nó vuông với AC không? Ok chưa? Thì nó đáng nghĩa là nó cũng có thể xếp được với cả dạng mấy? Dạng 2. Đấy, cứ hai đường thẳng chéo nhau vuông góc với nhau thì xếp được vào dạng này. Thì các bạn nhớ nhá, dạng 1 nó tổng quát hơn, cho nên thì tách riêng là một dạng. Ok chưa? Bây giờ đến cái trường hợp mà cứ vuông góc thì mình làm theo dạng 2 thì nó rất là dễ. Đây các bạn nhìn phương pháp này. Thứ nhất là chúng ta dựng mặt phẳng. Bước 1 nhá, là tôi dựng mặt phẳng A. Đấy, chứa một đường và vuông góc với đường còn lại. Ok chưa? Bài này các bạn ý là cái đường thẳng A với đường B nó đã vuông góc với nhau sẵn này, có thấy không? Tôi vuông góc chưa? Thì bây giờ tôi dựng mặt phẳng alpha chứa đường thẳng A và có giao điểm với đường thẳng B tại một điểm. Đấy. Và từ cái giao điểm đấy, giao điểm B này, tôi kẻ đường vuông góc với A. Tôi kẻ cái đường này này. Thì đó sẽ là đoạn vuông góc chung của A và B. Còn nó sẽ là khoảng gì? Khoảng cách cần tìm. Thực tế cái dạng 2 này thì thầy có thể không dạy. Bởi vì sao? Nó giống như cái câu số 2 này. Câu số 2 các bạn có cần học phương pháp không? Không. Nhưng mà bạn vẫn nhìn thì bạn cảm nhận được điều này đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đây là cái bài nó dễ. Còn những bài nó phức tạp hơn thì bạn làm theo. Nghĩa là khi mà thầy đưa về phương pháp ấy, thì nó có bước làm.
các bạn với những bạn học trung bình khá, những các bạn yếu hoặc là những cái bài khó, cả kể những bạn khá giỏi, bạn ấy không nhìn được ngay thì bạn làm theo phương pháp bạn vẫn làm được. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Đấy là sự khác biệt giữa cái việc có phương pháp hay không có phương pháp, là gần như là em cứ làm theo đúng từng đấy bước, đúng dạng, làm từng đấy bước là các bạn sẽ làm ra bài. Còn nếu không có phương pháp thì có bạn nhìn được, có bạn không nhìn được. Ok chưa? À, bây giờ nhé, mình sẽ làm câu 5 này để bạn nhìn là cái phương pháp nó rất là mạnh. Câu 5 nhé, mình vẽ nhanh này. Có hình là hình chóp SABCD đúng không? Đấy là hình vuông. Đấy, chúng ta vẽ ra. Đó. SA muốn với mặt bài đúng không ạ? S A B C D. Rồi kem theo dõi nhá. SA bằng A là bằng 1 này. Bây giờ tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chiếu nhau là SA và CD. Thì việc đầu tiên các bạn phải nhìn là hai đường này có vuông góc với nhau hay không. Đúng không ạ? Đấy, SA đây với CD đây. Thực ra nếu mà bạn tư duy theo cái kiểu cái cách 1 ấy, bạn ở CD đúng không? Đây. Nếu mà bạn tư duy theo kiểu dạng 1 là có nhiều bạn đang nhẩm trong vòng 5 giây đã ra chúng ta bài này rồi. Nhưng mà bao nhiêu bạn làm được? Giơ tay đi thế nào. Hoàn nói như thế từ nhá. Hoàn theo Hoàn là bài này khoảng cách hai đường thẳng này là đoạn nào? Chính xác. Mạnh có thế không? Các bạn có công nhận đấy là nhiều bạn ấy cảm giác được hình và bạn ấy làm cho dạng 1 là bạn xác định luôn AD và câu AD là chính xác, nhưng bài này đoạn AD chính xác. Thế rồi với những phần còn lại mà chưa nhìn ra được ấy, thì bây giờ chúng ta hãy thử làm theo phương pháp này để xem có ra được đúng cái các ý các bạn làm nhé. Bây giờ mình làm theo đúng phương pháp này. Thứ nhất, tôi check là tôi thấy hai đường thẳng vuông với nhau. Phương pháp là tôi dựng một mặt phẳng P, ok không ạ? Chứa một anh và vuông góc với một anh còn lại đúng không? Thì theo kinh nghiệm của thầy là luôn luôn chọn cái mặt phẳng chứa cái cạnh nằm trong đáy, chứa cạnh nằm trong đáy nhé. Thì cái thằng ASA với cả CD của chúng ta, thằng nào nằm trong đáy các em? CD đúng không? Thì mặt đáy chúng ta sẽ lấy luôn là mặt ABCD chứa thằng CD này. Cả lớp hiểu ý thế nào không ạ? Bây giờ thì em thấy ngay mà mặt này cũng thỏa mãn đúng không? Chứa một anh và vuông góc với anh còn lại thì chắc chắn mặt đáy cũng vuông với cả S gì đấy. SA chưa? Thỏa mãn bước 1 chưa các bạn? Và bước 2 là từ cái giao điểm thì bạn thấy ngay là SA nó có giao điểm với cả mặt đáy là A rồi. Thế từ A tôi kẻ một đường nào đó vuông góc với cái cạnh còn lại là cạnh CD thôi đúng không? Thì bài này chúng ta có A gì? AD. Đấy thì đúng phương pháp thì các bạn vẫn ra. Nhưng mà vì sao ạ? Nó sẽ dành cho những bạn mà dùng cái từ là các bạn cảm nhận hình chưa tốt bằng những cái bạn nghĩ được ngay cách 1. Đấy, những cái bạn như bạn Hoàn hay bạn Mạnh, bạn ấy không cần theo phương pháp, bạn ấy nhìn được luôn. Bởi vì bản chất là gì ạ? Cái đoạn AD là đoạn vuông góc chung. Thì toàn bộ cái bước trình bày này thầy ghi ở đây ấy, đấy là các em làm trách nhiệm. Còn khi bạn làm tự luận thì bạn chỉ cần chứng minh đơn giản thôi. Tôi có SA vuông góc với AD chưa? Đấy, tôi có CD cũng vuông góc với AD đúng không ạ? Vậy thì suy ra khoảng cách giữa hai đường SA và A và CD nó chính là A gì? AD. Các lớp hiểu ý nghĩa đó. Vậy bằng mấy đây? Hình vuông cạnh A thì đáp án là gì? Cả lớp có công nhận với thầy là nếu có phương pháp ok không? Cứ ứng cột vào những cái bài mình không nhìn được ngay thì mình vẫn làm được đúng không các bạn? Đó. Các bạn ở trong Zoom ok chưa? Nếu mà các bạn trong Zoom ok thì comment cho thầy một cái chép là 5A nhé. Có bạn nào thắc mắc gì không? Thì cứ nói nhá, thầy vẫn bật mic, vẫn nghe được, bật loa. Mấy câu này mấy câu dễ mà, nhưng mà thầy đang phân tích cho các bạn là thằng có vấn đề đó không em? Rồi. Cho nên là bạn nào mà làm cảm nhận được mình như cái nhìn một phát ra ngay cũng được nhá. Bởi vì bài này mình bắt soát được xác định đoạn góc chung mà. Đó. Còn bạn nào mà không làm được thì cứ làm theo phương pháp thôi. Nào mấy bạn chung Zoom ok chưa? Không thấy bạn nào comment. 5A nhá, 5A thầy nhá. Rồi. Tiếp theo thì cho chúng ta đến câu 6 này. Đó. Mấy câu này dễ nhưng làm nhanh để mình làm sang cái dạng 2 và là dạng nâng cao. Có thì đang record à? Rồi. SA vuông với mặt đáy. Các bạn năm nay học là sướng hơn mọi khóa đấy. Video đầy đủ. Mọi năm này các cái khóa học khác làm gì có chuyện có video xem lại đâu. Mà thậm chí là các lớp học trên khác không cho video, bởi vì là nhiều khi là muốn các bạn đi học trực tiếp có video lười ngồi nhà xem, hoặc là mà mấy thằng ở nhà thì hay có lý do bận rồi em xem lại đó.
Và các bạn biết tại sao? Thực ra là các bạn học Zoom thì vẫn dạy được đúng không? Đợt dịch thì học Zoom vẫn dạy được, nhưng mà tại sao bây giờ bắt các bạn đi học off? Bởi vì là đi học Zoom thì các bạn hay bận, mà cái việc các bạn nghỉ các bạn không xem video thì không kiểm soát được. Cho nên là nghỉ chỉ hữu hạn thôi, chứ còn buổi nào nghỉ là thầy sẽ xử lý ngay lập tức, bắt đi học buổi khác ngay. Còn trừ khi bạn đấy thầy biết là bạn ấy chăm mà bạn ấy xem video bạn vẫn học được bài thì thầy ok. Đó. Rồi các bạn nhìn nhá, bài này có S2 có một đáy, đáy tam giác đều này, đánh dấu vào này. Đó. Tính khoảng cách giữa S2 với BC nào, thử nhìn nhanh xem bài này có xác định được không? AB à? Trung điểm BC đúng không? Ở đây có bạn ra rồi, bạn Lưu Long Vân, và các bạn là gì? Gọi H là trung điểm BC. Chúng ta sẽ có khoảng cách chính là đoạn A gì? AH. Chứng minh rất là dễ, chứng minh quá nhẹ nhàng luôn. Nó là đoạn góc gì? Đoạn chung. Đấy, làm theo chuẩn đoạn 1 thì nó nhẹ nhàng như thế đúng không? Thế mà dạng 2 thì làm như thế nào? Dạng 2 thì mình biết nó ra. Đây. Có hai đường nhá, SA với BC này, tôi sẽ chọn một mặt phẳng nào đấy chứa một anh và một góc với anh còn lại. Thì chắc chắn chọn mặt đáy này. Mặt đáy chứa BC chưa? Và mặt đáy này vuông góc cả S thì SA đúng không ạ? Vậy thì các bạn nhìn là SA nó ra với mặt đáy tại đâu? Tại A đúng không? Vậy thì phương pháp là từ A tôi kẻ một đường nào đó vuông với BC. Và theo tính chất đáy là tam giác đều. Nếu tôi lấy H là trung điểm thì AH sẽ là đường vuông góc. Và nó sẽ là đoạn vuông góc chung, cũng chính là khoảng cách tận biên. Và có nhớ công thức thầy giảng dạy làm nhanh không? Tam giác đều cạnh A thì đường cao bằng A căn 3 trên 2, đáp án C, xong bài. Ok chưa? Đấy nhá, cái dạng này dễ rồi, thầy nghĩ là về các bạn làm nốt. Đó, đánh dấu, về làm nốt cho thầy những câu còn lại. Nhưng mà trình bày ra vở thì thầy yêu cầu trình bày các câu sau. Còn thêm một câu nữa không nhỉ? Một câu được khó hơn tí nữa nhá. Mấy câu sau thì thầy sẽ cho khó hơn mà. À, ví dụ câu câu này đi. Top đi. SABC nhá, vẫn là như thế. Rồi, bài này là đường cao là SM các bạn ạ. M là cái gì ạ? Là trung điểm cạnh AC. Đây thầy sẽ lấy AC này. M là trung điểm này. Và đường cao có rồi, chúng ta sẽ vẽ đường cao ra. Rồi. AB bằng 1, AC bằng 2. Rồi ok nhá. Góc giữa SC với mặt đáy. Đấy. Các bạn thấy không? Về sau là những cái bài toán khoảng cách là bài toán thể tích lớp 12, cái việc xác định góc là một bước rất là nhỏ, mình phải làm thật là nhanh. Còn nhớ công thức xác định góc không ạ? Đỉnh. Đỉnh là S. Giao điểm của thằng SC mặt đáy là C chưa? Chân góc là gì? Là M chưa? Công thức này. Đỉnh, giao điểm, chân vuông góc. Góc là SC gì? SCM. Đó. Tính khoảng cách giữa thằng SM với cả mặt ABC, cả với cả đường AB. Đấy. Đường AB này. Đấy, bây giờ trên mình nhìn nó chưa có đúng không? Rồi các bạn sẽ làm như thế nào? Đấy, bây giờ nếu mà các bạn nào bài này mà không nhớ phương pháp thì làm lại có vẻ hơi hoài, bây giờ không xác định chính xác được. Bây giờ mình làm thử đúng phương pháp nha, làm rất là dễ này. Thứ nhất, bạn phát hiện là SM có vẻ AB đúng không? Đúng dạng 2 này. Thì tôi sẽ chọn một mặt phẳng nào đó chứa anh còn một anh và vuông góc với một anh còn lại. Thì như thầy đã nói rồi, chứa thì luôn chọn cái thằng nằm trong đáy là AB, là mặt đáy luôn đúng không? Mình làm mấy bài mặt đáy rồi thì mình phải nghĩ ngay đến mặt đáy. Mặt đáy mà mặt đáy cũng góc với cả S gì đấy, SM chưa? Đây là mặt phẳng thỏa mãn điều kiện. Vậy thì chúng ta nhìn xem là cái thằng SM vuông góc với mặt đáy tại đâu đây? M đúng không? Và đúng theo phương pháp từ M, tôi kể một đường nào đó vuông góc đến cạnh còn lại chính là AB. Và các bạn ý nhá, đáy là hình gì? Tam giác vuông tại đâu ạ? Vuông tại B. Chú ý cái điều này. Đề bài cho B hoặc C đó. Đề bài là gì đâu ạ? Lỗi đâu? Bạn đọc được gì đấy? Đề tôi chỉ cách ra chứ có sai đâu.
Đấy. Tức là buôn tại B chưa? Bây giờ bạn kể như thế nào thì bạn để ý này. Mình muốn kẻ ngoặc AB đúng không? Mà cái đường ngoặc AB chứ là đường C gì? CB. Vậy thì tôi kể đơn giản là từ bờ kẻ đường song song với cả B gì? BC là xong. Thì chắc chắn là đường trung gì? Đường trung bình còn gì nữa? Đúng không? M là trung điểm rồi. Trung điểm cạnh thứ nhất song song với cạnh thứ hai thì phải đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Thì gọi đây là N nhá. Ok chưa? Xong rồi đấy. Tôi chỉ cần nói luôn là MN song vuông góc với AB. Bởi vì nếu thầy lấy N là trung điểm của AB thì chắc chắn là MN sẽ song song với cả B gì? BC. Đấy. Còn vì BC vuông góc với AB thì đây là điều hiển nhiên rồi nhá. Đó. Và đây sẽ là khoảng cách cần tìm đâu các bạn. Các bạn đợi thêm một tí. Đâu nhỉ? Ok. Các bạn trung dung nghe thầy nói lại chưa? Nếu mà ok rồi thì comment cho thầy lại nhé. Thầy vừa bị mất kinh nghiệm. Đang nói đến đoạn nào rồi nhỉ? À, bài này chúng ta có tiếp là khoảng cách. Đó chính là thằng MN đúng không? Đó. Cái khoảng cách là MN thì bây giờ mình có tính được không các bạn? Đúng không? BC đâu nhớ đây? Mình tính Pythagore nhé. BC sẽ bằng gì ạ? Căn bậc 2 của AC bình. À đâu, nó phải là AB bình. Thì AB là AC bình đúng không? AC bình là AC là đường nguyên đúng không? Trừ đi AB bình. Thay vào sẽ là 2 bình là 4 này, trừ đi 1 bình. Vậy thì BC là căn 3. Vậy thì thấy ngay là MN bằng 1 nửa, nghĩa là căn 3 trên mấy? Trên 2. Đó, bài này mình chúng ta có đáp án gì? C. Đó, lớp hiểu câu này chưa? Đó thì bài này là mình làm theo phương pháp thôi. Đó, thế thì chốt hạ cái dạng 2 là chúng ta sẽ theo cái anh này nhá. Đó. Rồi. Các bạn ở trong Zoom có nghe đâu không ạ? Rồi nếu mà hiểu rồi thì comment cho thầy 9C nhá, 9C nhá. Bây giờ mới đến là cái dạng khó này. Đây bây giờ mới đến cái đoạn mà thực sự là các bạn toan đến gần khoảng cách. Cái dạng mà các anh chị lớp 12 gọi là sợ hãi nhất và cũng là cái dạng lớp 11 mà sợ hãi nhất, đó là khi mà hai đường thẳng của chúng ta nó chéo nhau nhưng không vuông góc nữa. Và các bạn cũng không thể xác định nhanh được cái đoạn góc chung nữa, nghĩa là dạng 1, dạng 2 các bạn. Ok chưa? Nó là dạng 3. Đấy, dạng 3 nhá. Rồi. Cái phương pháp như sau các bạn nhìn nhá. Nhìn này. Tôi có hai đường thẳng A với đường thẳng B là chéo nhau. Các bạn nhìn trên hình các bạn. Và chúng ta có là gì ạ? Cái mắt bơ thì phương pháp nhá. Thì nhớ này, khi hai đường thẳng vuông góc thì chúng ta dựng mặt phẳng B vuông góc. Còn khi hai đường thẳng mà không vuông góc thì chúng ta sẽ dựng mặt phẳng song song. Phương pháp như sau là tôi dựng mặt phẳng P song song với một đường và trừ đường còn lại. Ok chưa? Song song với một đường và trừ đường còn lại. Đó. Thì khi đấy các bạn nhìn trên hình thế này, ở đây thì dựng mặt phẳng P chứa được thẳng A chưa? Và song song với phẳng P chưa?
Khi đấy các em phát hiện một điều rất là tuyệt vời, đó là khoảng cách từ đường B đến mặt phẳng P nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm gì đây? Điểm A, à, từ đường thẳng A đến mặt, khoảng cách từ đường thẳng, nói lại nhé, khoảng cách từ đường thẳng B đến mặt phẳng P sẽ bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chiều nhau này. Và cái yếu tố song song ở cái bài khoảng cách từ một điểm qua mặt phẳng thì nói rồi, là cái đường thẳng ấy mà đã song song với mặt phẳng ấy, thì em chỉ cần lấy một điểm bất gì, bất kỳ nằm trên đường thẳng đó, em tính khoảng cách đến mặt phẳng P là xong. Vậy thì bài toán này trở thành khoảng cách từ một điểm qua mặt phẳng các bạn ạ. Ok chưa? Thì các bạn hiểu một cách đơn giản là nếu chúng ta dựng được đúng theo cái đề bài, dựng được đúng theo phương pháp thầy dạy, thì bài toán khoảng cách giữa hai đường thẳng chiều nhau đưa về khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, và lại có ba dạng để các bạn giải quyết nó, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì cốt lõi cái bài khoảng cách giữa hai đường thẳng chiều nhau nó khác cái bài khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, đó là chúng ta dựng thêm mặt phẳng song song mà thôi. Đấy là điều duy nhất khác biệt. Đó. Em hỏi đi. Đứng chéo nào. Đây á. Đây á. Sai nhá. Hai đường thẳng chiều nhau đoạn vuông góc chung. Thì đây này, nếu mà trên chuẩn thì đoạn vuông góc chung thì các bạn sẽ xác định là cái đoạn MH ấy. Nên nó có thể là những cái đoạn này. Em vẽ chéo như thế này ấy. Thì nếu mà có đường ấy mà vuông góc với hai cái, với cả hai đường chéo nhau được như thế này, thì nó sẽ bằng cái đoạn này. Hiểu ý thầy nó không? Cho nên là cái phương pháp này và phương pháp tổng quát, mà cái quan trọng ấy là với cái nó đã rơi vào dạng này rồi, nghĩa là em không thể vẽ trực tiếp được cái đoạn góc chung. Nếu mà vẽ được thì nó thành dạng mấy, dạng một, đúng không ạ? Mình không vẽ được cho nên mình phải dùng phương pháp để mình đi tính. Thì mà thực tế là cái đoạn MH này ấy, nó không phải là vẽ, nó không phải là đoạn vuông góc trực tiếp với hai đường thẳng nhá, nhưng mà nó luôn luôn bằng khoảng cách hai đường thẳng. Đấy là chúng, nghĩa là ở đây mình hiểu là mình đang đi tìm kiểu giả tiếp. Đấy, phương pháp là chúng ta có hai bước chính thôi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một câu đi. Thì trong cái dạng 3 này thì chia làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là cái kiểu dễ hơn, đó là cái mặt phẳng P mà chúng ta cần dựng ấy, nó có sẵn trên hình, nghĩa là bạn không cần phải vẽ thêm. Còn cái dạng kiểu 2 là bài khó nhất, mà xứng đáng với đề thi đại học, mà nó mức độ level gọi là 8 cộng trong đề thi đại học ấy, thì nó là các bạn phải dựng thêm hình. Cái mặt phẳng P bạn phải vẽ hoàn toàn mới. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái dạng dễ hơn trước nhá. Nào, hình shop ABCD các bạn nhìn này, có đấy là hình vuông. Đấy, cạnh A. Nó có phương pháp rồi cho nên là các bạn hiểu nó thì bạn làm rất là đơn giản. Đường cao lẽ là nhá. Ở cái bước em nhìn này. S A B C D. Đấy là hình vuông. Tính khoảng cách giữa AB và SC. Các bạn nhìn được hai đường này chưa? Và bây giờ các bạn mà làm theo dạng 1 là chịu, là đố bạn xác định được vẽ kiểu gì được đường góc chung nào, hoàn với cả mặt từ đó, thầy bài này có xác định được chị đúng không? Bước 1 là một loại nhé. Dạng 2 ấy là hai đường hải vuông góc với nhau, đúng không? Bạn nhìn nó có vuông góc không? Dạng 2 loại chưa? Bắt chắc chắn phải dùng dạng 3 nhé. Thôi dạng 3 nhìn theo phương pháp này, là tôi sẽ dựng mặt phẳng P đấy, chứa một anh và song song anh còn lại. Thế nhưng mà thực tế là bài này các bạn không biết tôi vẽ là dựng mặt phẳng nào đây, chứa thằng nào và song song với thằng nào. Thì có một cái mẹo để các bạn làm một cái dạng bài cơ bản ấy, thì bạn nhớ là khi mà mình dựng mặt phẳng ấy thì mình nó ngược với cái thằng vuông góc nhá. Thằng vuông góc là chúng ta dựng mặt phẳng chứa thằng người nằm dưới đáy, đúng không ạ? Đúng không? Cái dạng hai bước thì bảo là dựng mặt phẳng chứa thằng nằm ở trong đáy. Còn sang dạng bài vẽ mặt phẳng song song thì ngược lại, là chúng ta sẽ dựng mặt phẳng P chứa cái thằng không nằm trong đáy. Bởi các bạn nhìn đi chú ý nhá, với dạng bài này thì ghi là chúng ta luôn chọn P chứa đường, ok chưa? Không nằm trong mặt đáy. Đấy, đây là cái keyword để bạn làm cái dạng bài này dễ hơn. Bài này các bạn nhìn xem cho thầy, là cái thằng AB với thằng SC thằng nằm trong đáy. AB trong đáy đúng không? Thì tôi dựng cái mặt phẳng chứa cái thằng không nằm trong đáy, nghĩa là thằng sẽ SC. Bởi các bạn nhìn xem là có mặt phẳng nào song chứa được SC và song song AB không? SCD đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần
suy luận thế là xong bài, mọi thứ nó kết thúc rồi, mặt phẳng thỏa mãn là phải SAT. Có công nhận thầy điều này không? Chứng minh rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta có AB nhá, song song với CD nhá, thì AB sẽ song song với mặt phẳng SAT, SAT đúng không các bạn? Đó, SAT nối vào luôn đi, nhất trí chưa? Và từ đấy suy ra luôn nhé, các bạn chỉ cần chứng minh đoạn song song này, suy ra luôn thoải mái như này, chúng ta sẽ có luôn khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và CD, nó sẽ là khoảng cách giữa đường AB với mặt phẳng chứa cái thằng CD, chứ là mặt phẳng SCD. Cả lớp có nhất trí với thầy điều này không ạ? Ok chưa? Và lại quay về bài toán khoảng cách được một điểm đó. Khi mà cái đường AB đã song song thì em chỉ cần lấy khoảng cách một điểm bất kỳ. Thì nhìn cho này, trên cái đường màu xanh chúng ta tính khoảng cách từ điểm A hay điểm B đây. Điểm dễ là chân vuông gì? Tôi có phương pháp mà tôi đưa về điểm A, thế là xong bài. Đấy, mỗi thế thôi, không có cái gì khó đâu. Lại trở thành đơn giản để đến đây các bạn làm chủ rồi. Vì thầy dạy quá nhiều rồi. Dạng 2 chưa? Tương góc chưa? Tôi kể mấy đường? Hai đường. Thứ nhất, từ A tôi kẻ một đường nào đó vuông góc với giao tuyến của CD với mặt đáy. Đường nào đây? AD chưa? AD vuông góc CD chưa? Không nhận không? Vuông tại D thì tôi nói S gì? SD vào đúng không ạ? Và đường cuối cùng là tôi kẻ A gì? AH. Có cần chứng minh lại không? Có cái chứng minh lại đoạn AH vuông góc với cả mặt phẳng SCD không? Thôi nhá, mình làm mãi ở bài chứng minh một điểm thôi, bằng một mặt phẳng thôi. Bài toán kết thúc. Vậy khoảng cách của tôi chính là A gì? AH. Thế còn tính được không ạ? Dùng lại hệ thức gì? Hệ thức lượng. Đấy, nó dễ mà, có gì đâu, nó chỉ khác một chút đoạn đầu thôi. 1 trên AH bình sẽ bằng 1 trên SA bình cộng với cả 1 trên A gì? AD bình. Các bạn thay vào cho thầy nhá. SA bài này là A là 1 đây này, AB bằng 1 đây, AD bằng 1 này, 1 cộng 1 là 2. Vậy suy ra AH sẽ bằng căn 2 trên mấy? Căn 2 trên 2. Bài này thầy tư tìm cho đáp án gì? Đáp án C. Lập chữa cho thầy bài này một vợ. Và cả kể các bạn đi làm tự luận ấy, các bạn trình bày thêm đúng cái dòng này thôi, các bạn thêm đúng cái dòng này thôi, cái dòng màu xanh này thôi, nó khác được, còn đâu đoạn sau vẫn chứng minh như cũ. Các bạn, hình vuông cạnh A này, M là điểm bất kỳ nhá. Đấy, bất kỳ nằm trên AC. Đấy, bất kỳ luôn chứ không có gì đặc biệt cả. Ờ thì bất kỳ không sao. Đây đây là M nhá. Rồi. Khoảng cách giữa A phẩy M. Và đường BB phẩy. Đấy. Các bạn công nhận với thầy là bài này cho bạn kẻ đường đóng góc chung trực tiếp, các bạn có kẻ được không? Quá khó luôn, dạng một vứt. Dạng 2 có vuông góc không? Không, vứt chưa? Vậy chắc chắn là mình nghĩ làm dạng 3 đó là giữa mặt phẳng song đi, song song. Và bài này cũng khó luôn ở cái chỗ là gì ạ? Là mặt song song ở đây chúng ta là cái mặt của chúng ta ấy, các bạn ý này. Mặt này là không có thằng nằm trong đáy cả. Có công nhận bài với thầy bài này là hai cái thằng này là thằng dựng đứng nên nó có thằng nằm trong đáy đâu. Đó thì bạn nào phải tổng quát chứ mình không dùng cái mẹo nhá. Nhưng mà các bạn hãy nhìn tổng thể trên hình ấy, xem là có mặt nào mà song song với một mặt và song song một đường và chứa đường còn lại không? Chính xác. Cái thằng A phải bờ bạn nhìn nhanh, nó nằm trong thứ nhất của mặt phẳng. Đó là cái mặt phẳng chéo này. A phẩy, C phẩy, CA chưa? Mặt này là thỏa mãn cái yếu tố, cái yêu cầu của phương pháp đúng không ạ? Đó là chứa thằng A phải M và song song với BB phẩy chưa? Cứ xác định là mặt này là bài toán kết thúc nhá. Đi luôn này. Chúng ta có mặt phẳng A phẩy, C phẩy, CA. Đấy, chứa thằng AC. Và nó song song với BB phẩy đúng không ạ? Vậy thì từ đó suy ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là AC với BB phẩy sẽ trở thành khoảng cách giữa đường BB phẩy và cái mặt phẳng màu xanh A phẩy, C phẩy, CA, đúng chưa? Chữ A phẩy M, ừ thầy ghi nhầm chữ AC nhỉ? A phẩy M, cả lớp hiểu đoạn này không ạ?
Đến đây thì kết thúc rồi. Bờ theo các bạn ấy là trên cái mắt BB phẩy để tôi tính khoảng cách từ điểm nào. Thì nhiều bạn là em chỉ lấy này dưới thôi, thì thầy đã dạy các bạn hôm qua đúng không? Có nhớ buổi hôm qua thầy nói không ạ? Với cái mặt hình lập phương thì chúng ta tư duy là có hai đáy, và bạn lấy đáy trên đáy dưới đều làm như nhau. Nghĩa là bài này bạn quy về B phẩy hoặc là quy về B đều tính được khoảng gì, khoảng cách. Nhưng mà thông thường chúng ta vẫn nên quy về điểm ở dưới đáy là B nhá. Quy về B chưa? Đấy, bài này còn tuyệt vời hơn, đó là gì ạ? B là chân vuông góc, và cái mặt màu xanh chúng ta cũng là mặt chứa đựng gì? Bình cao. Thì khi này chúng ta lại phân vân giữa là chúng ta làm theo dạng 1 hay dạng 2 đúng không? Thầy đã nói là nếu mà xuất hiện mặt phẳng chứa đựng vuông góc ấy, là dạng 1 ấy, thì chúng ta làm theo dạng 1. Bởi vì dạng 1 chúng ta chỉ cần kẻ mấy đường? Một đường. Còn dạng 2 là kẻ hai đường chưa? Em hỏi đi. A phải mở đúng không? Thầy biết nhầm. A phải mở nhá. A, C. Rồi thì bây giờ mình tư duy là một thôi, là từ điểm B đúng không? Tôi kể mỗi bên cạnh đối diện. Thì ở đây các bạn nhìn đây này. Bây giờ ở dưới đáy thằng AC vuông góc với cả B gì? Vuông góc với BD tại tại trung điểm chưa? Đó, thế thì khoảng cách của chúng ta chính là B gì đây? BO. Đấy, chứng minh rất là dễ đúng không ạ? Ta có BO vuông với AC. À, BO thì lại vuông góc với cả AA phẩy. Vậy suy ra là BO sẽ vuông với cả mặt phẳng A phẩy C phẩy C tí CA. Nào Khiêm nói cho thầy xem, nếu mà thầy tính BO này tính như thế nào đây? BO mà một nửa cạnh nào? BD có công thức nhanh không? Hình vuông cạnh A thì đường chéo bằng A căn mấy? Xong bài căn 2 trên 2. Chúng ta có đáp án gì? C. Cả lớp hiểu câu này không ạ? Các bạn có muốn tự làm một câu không? Tự làm nhé. Làm thì mình nhớ được. Ok. Nào bây giờ thầy mời các bạn trong Zoom, các bạn ở trung tâm làm cho thầy câu số 14. Thầy sẽ không can dự để cho bạn tự làm. Và nốt câu 14 này thầy sẽ chuyển các bạn sang dạng 2, đó là dạng bài toán mặt phẳng không có giãn tinh hình. Các bạn để ý hộ thầy là cái ví dụ đầu tiên là 12, 13 của dạng này ấy, là hai cái mặt phẳng này đều nằm trung bình đúng không? Mình không cần vẽ thêm nhá. Tí nữa sang cái dạng 3 vẽ thêm là mới khó. Nhưng mà trước mắt các bạn phải ăn cho thầy câu 14 đã. Nào, các bạn làm đây câu 14 đi. Câu này, hình chóp của chúng ta có đáy lên thang đúng không ạ? Thì tôi vẽ đáy cũng giống đáy thang như một khi. Và đấy là bài này có cái keyword là gì ạ? AD bằng 2 nhỏ, có biết thế. Không chờ. Đường cao lấy A tôi dựng lên. Đó, nối các cạnh bên vào. Rồi. Sau khi các em có cái này rồi ấy, thì chúng ta làm tiếp như sau này. S, A, B, C, D. Đúng không? Rồi, ok. Vuông tại D nhá. Rồi, AD bằng 1 này. Các bạn nhìn này. M là một điểm bất kỳ của SC đúng không ạ? Thì đây là M. Đấy. Và tính khoảng cách giữa AB với là DM. AB là đường màu xanh. Nào, theo phương pháp đúng không ạ? Chúng ta sẽ dựng mặt phẳng P chứa một đường và song song với đường còn lại. Và thầy dạy chú ý rồi. Nào bây giờ Hiếu nói cho thầy xem là bài này theo Hiếu là mình chọn cạnh nào và song song cạnh nào đấy? Em chứa M đúng không? Thì các bạn ý là bài này có hai thằng là AB nằm trong bài. Thì khi tôi chọn mặt phẳng thì không chọn mặt không chọn cái đường nằm trong đáy. Đấy thì AB nằm trong đáy, mình không chọn AB mà mình sẽ chọn mặt phẳng chọn đường DM. Và tương tự thì nó phải song song với AB. Bạn nhìn ngay DM nằm trong mặt phẳng SCD chưa? Mà AB song song với CD chưa? Rồi. Đó là mặt phẳng SCD, chứng minh nhá. Ta có AB song song với CD. Suy ra AB song song với mặt phẳng SCD. Đó. Thế từ đấy là khoảng cách giữa AB với DM chính là khoảng cách giữa AB và thằng mặt phẳng SCD. Và giữa điểm A với điểm B thì chắc chắn đưa về điểm gì? Điểm A, ví dụ điểm dễ đúng không? Dạng 2. Dạng 2. Nào, dạng 2 rồi thì bây giờ tôi mới dùng phương pháp là kẻ mấy đường? Hai đường. Thứ nhất từ A chúng ta kẻ vuông góc đúng không ạ? Với cái giao tuyến của SCD với mặt đáy. Thì là C gì? CD. Thế thứ hai kẻ đường nào có với CD đây?
AD chưa? Chắc chắn đúng không ạ? AD. Đây là đường màu xanh này. Không chưa? Tiếp theo là vuông tại D rồi thì tôi nối SD xuống. Chúng ta kể được một A nào đó vuông với SD đúng không ạ? Thì tôi kể A gì? AH. Được chưa? Đấy, AH vuông góc này này. Đấy, xong bài. Vậy thì khoảng cách chúng ta cần xác định là AH. Tính được không các em? Lại dùng là 1 trên gì? AH bình bằng 1 trên S gì? SA bình cộng 1 trên A gì? AD bình. Đúng chưa? SA bài này cho bằng A. Thế thì 1 trên 1 bình là 1. AD bài này cho bằng A cũng bằng 1. Vậy thì bài này mình nhập xương xương kết quả bằng căn 2 trên mấy? Căn 2 trên 2. Thế thì bài này phải là đáp án A nhỉ? Sao các bạn ra đáp án B nhỉ? Căn 2 trên 2 đúng không? Ồ, ngày 14 đáp án A nhé. Bài này mấy các bạn trong Zoom ok không ạ? Nếu mà ok thì các bạn comment thầy số 14A nào. Có ai hỏi gì không ạ? Các bạn ở trung tâm có ai hỏi gì không? Ok. Rồi. Thầy nghĩ là cái câu này, các câu sau thì phải để cho bạn về làm thôi. Chứ còn thầy mà làm hết thì nó sẽ còn không hay. Đúng không ạ? Thì về các bạn làm tiếp cái câu còn lại. Bây giờ các bạn nhìn sang kiểu 2 mới là cái kiểu mà gọi là game cuối cùng nhé. Các bạn đi thị học thì nó mắc bệnh, nó chỉ như cái kiểu 2 thôi. Thầy các lớp nhìn em bạn. Cái kiểu 2. Phương pháp không khác gì kiểu 1. Vẫn dựng mặt bằng song song như thế. Nhưng nhớ cho thầy là bài này chúng ta phải dựng thêm mình. Mặt bằng P nó không còn cho sẵn nữa. Nó không phải là món ăn cho sẵn nữa rồi. Các lớp nhìn thầy câu 24 luôn. Đấy. Các bạn phải làm vào ví dụ của các bạn thấy là sự khác biệt. Như thế này là bạn nói luôn là toàn bộ cái phần hình lớp 12 là bạn tự tin. À, phần hình lớp 11 là bạn làm được cái câu này là tự tin chính cộng của mình. Nhá. Đó. Câu 24 cả lớp nhìn. Cho hình chóp. Khó đấy nhá, tập trung nghe nhá. Còn mấy phút cuối thầy muốn tập trung hướng dẫn cho các bạn. Nốt để các bạn thực sự bạn làm chủ cái dạng này. Bởi vì sao cái phần này thời gian xếp rất là kỹ và có phương pháp rất là rõ ràng mà các bạn không làm được điểm rất là phí. Đấy. Bạn nào kêu mình không làm khó chứ còn học thời gian xong là các bạn phải cố gắng là chinh phục được nó. À, tập trung nghe nhá, tập trung nghe, đoạn này bắt đầu hay khó này. Thứ nhất các bạn nhìn là SA có mặt đáy ok, hình vuông cạnh A ok này. Tính khoảng cách từ SO đến đường AD. Biết rằng O là tâm của mặt đáy. Rồi, đây O đây. Cả lớp nhìn thấy O chưa? Rồi, SO nhé. Với cạnh AD. Các bạn nhìn thấy hai cái đường màu đen này chưa? Tư duy này, bình tĩnh nhìn hết lên bạn. Trật tự này. Thứ nhất, vẫn như mọi khi đúng không? Hai đường này đoạn vuông góc chung tôi chưa xác định được. Bỏ dạng 1. Hai đường này có vuông góc với nhau không? Không, bỏ dạng 2. Dạng 3 là kẻ mặt phẳng song song. Và nó luôn là mặt phẳng đấy không còn có sẵn nữa rồi. Có công nhận với thầy điều này không? Các bạn đố các bạn chọn được mặt nào mà chứa thẳng SO. Theo phương pháp thì là mình sẽ dựng mặt phẳng P chứa SO và song song với AD nhé. Nhưng mà có mặt nào không? Làm gì có mặt nào SO, nó bài này duy nhất nó nằm trong hai mặt phẳng SAC và SBD và hai mặt này đều không song song với AD. Thì đây là cái level khó hơn. Bạn hiểu là nếu mà chúng ta nhìn qua không có mặt phẳng nào thì chúng ta phải vẽ thêm mặt phẳng thỏa mãn cái yêu cầu của đề bài. Thế bây giờ mình sẽ tạo như sau này. Mặt phẳng P chứa SO và song song với AC nhé, à AD nhé. Thì tư duy như này. Cái mẹo các bạn nhìn này, các bạn. Các bạn hãy kết nối giữa hai đường màu đen với nhau để có chung một cái gì ạ? Thì bạn ý là cái điểm O nó nằm ở mặt đáy và thằng AD cũng nằm trong mặt đáy chưa? Thế thì qua O thì kẻ đường song song với A thì AD. Rất đơn giản vì tính chất đáy là hình vuông đúng không ạ? Thì tôi chỉ cần lấy trung điểm của CD nối đến trung điểm của thằng nào đây? Của AB là chắc chắn sẽ đi đây đúng không? Đấy. Thì đây thầy sẽ gọi nhá. Thầy gọi điểm này là điểm MN, M với N đi. Thì chúng ta sẽ có đường MN đúng không ạ? Song song với cả AD chưa? Thì chắc chắn rằng
à, chúng ta có AD nhưng mà tôi biết như này được, thì sơ luôn là AD của chúng ta sẽ song song với mặt phẳng chứa cái đường MD và chứa SI, SO. Cái gì cái? Tại sao lấy MD ạ? Em cứ hỏi đi, em hỏi đi thầy giải thích. Tại sao nếu lấy MD thì thầy vừa nói nhá. Bản thân tôi muốn dựng mặt phẳng P, đúng không ạ? Chứa SO và song song với AB. Thì nhìn cái sự kết nối giữa đường SO với cả AD thì AD nằm trong đáy, còn SO có điểm O cũng nằm trong đáy. Vậy thì muốn dựng mặt phẳng P qua điểm O thì kẻ đường song song với AB. À, AD ok chưa? Và theo tính chất hình vuông ấy thì chắc chắn là từ O kẻ song song thì nó sẽ cắt CD với cả AB tại MN, và MN là trung vị, trung điểm. Đó. Chú thích ở đây như này cho các bạn hiểu nhá. Xong rồi đến đây là các bạn dựng đấy, vẽ thêm không? Đấy, nó là kiểu khác nhưng mà nó vẫn dễ, đúng không ạ? Mặt phẳng SMN luôn các bạn ạ. Vậy từ đấy suy ra khoảng cách giữa SO và AD, nó chính là khoảng cách giữa SO và AD với mặt phẳng màu đen là SMN. Và theo các bạn chúng ta lại đưa về điểm nào đây ạ? Đưa đi về điểm A đúng không? Trong hai điểm A với cả điểm D thì A là điểm dễ mà chung có góc. Vậy thì chúng ta đưa về điểm A. Đấy. Thế bây giờ quay về bài toán khoảng cách của một điểm có một mặt phẳng chưa? Và A vẫn là chân vuông gì? Dạ 2 đúng không? Kẻ hai đường này. Nào bây giờ thầy mời bạn Trúc Linh nói cho thầy nhé. Không sao, thầy gợi ý nhé, trong bài hát em làm luôn. Bây giờ nếu mà từ A mình kẻ khoảng cách đến SMN ấy, thứ nhất là từ A em kẻ vuông góc với cả cạnh nào đã? Giao tuyến của SMN với mặt máy là đoạn nào? Chính xác MN. Hãy ngắm nghía một chút này, hãy nghe một chút này. Đấy là hình gì? Hình vuông thì bạn bị là cái thằng MN song song với BC không? Có công nhận không ạ? Nếu MN song song với BC ấy, thì qua A, cái đường AB sẽ vừa vuông góc với MN và vừa vuông góc với cả BC. Các lớp hiểu cái này nào không? Cái đường AB này sẽ là thỏa mãn này này. Vậy thì ta ghép luôn vào cái thằng MN thì chắc chắn cái đoạn AN sẽ vuông góc được với MN ở đây. Các lớp hiểu như thế này nó không? Xong chưa? Và vuông tại N rồi thì từ đỉnh S tôi nối đi điểm N, tôi có được SN cho các bạn. Và từ A tôi chỉ cần kẻ một đường tổng quát vuông góc SN là xong đúng không? Tôi gọi là A gì? AH của AK ấy. Các lớp hiểu chưa? Ok được không? Đúng theo phương pháp, không lệch đi một bước nào cả. Vậy thì khoảng cách chúng ta cần tìm là A gì? AK. Các bạn đừng có chép bộ bơ này, các bạn đã hiểu tại sao ra AK chưa đã? Bơ đi tính nhá, lại giống mọi khi. Nào, Nhật Thành nói cho thầy nếu tính AK thì em cũng thức gì ạ? Nhật Thành nói cái gì? Cái thức là, em đọc luôn công thức cho thầy, mô trên gì? Bằng gì? Đúng rồi. Chính xác, xong bài chưa? SA bằng mấy bằng mấy? AN bằng 1 nửa AB, mà AB bằng 1 đúng không? 1 phần 2. 1 cộng với 1 chia 1 phần 4. Nếu tôi nhầm không sai thì kết quả bài này nó sẽ là căn 5 trên 5. Tính nhá, có đúng là đáp án A không các bạn? Bấm đi xem đúng không? Nếu tôi nhầm không nhầm. Nghịch đảo căn bậc 2 chưa? Đúng không? Thằng này tổng là 5 mà anh muốn tìm AK thì em phải nghịch đảo căn bậc 2 chứ. 1 cộng với 5 là 1 cộng với 4 thì bằng 5 mà. Căn 5 trên 5 đúng không? Đã giới thiệu bài này chưa? Chép vào vở đi. Có hiểu? Thầy nói rất là kỹ từng bước 1 nhá. Các bạn ok không ạ? Linh ok không anh? Các bạn trong Zoom ok chưa? Nếu mà ok thì comment cho thầy 24A và tình trang. Và cái quan trọng là gì? Thầy đã dìu dắt kem đi từng bước một, nó theo phương pháp. Thì mà hoàn toàn mình không phải vẽ, anh mình phải tư duy thêm cái gì cả, cứ đúng phương pháp các bạn làm thôi. Comment thầy 24 và tình trang nhé. Đó. Ok. Đấy. Hy vọng nhé. Cái phần khoảng cách là phần mà thầy nghĩa để soạn cái phương pháp nó chi tiết lắm ấy. Cho nên là những cái thằng nó kêu khó, thầy thấy có khó đâu. Thả với cả bạn hàng ok không?
Thằng cười nghe sao nào? Trông mặt này. Sao các bạn mà lấy chồng ấy mà mặt các bạn loại mà mặc dù mặt ok, mặc dù các bạn không có gì hằng hằng nhé, trong lòng các bạn đang vui, mặt các bạn bằng là chồng về sợ về như bị áp lực các bạn. Và Lan Anh nhắn gì đấy? Ờ, tí thay gửi nhá. Tí thay gửi không? Ờ. Nào cả lớp chốt cho thầy, các bạn ở trung tâm chốt thầy câu này, các bạn hiểu chưa? Muốn nghe câu 25 không ạ? Tiếp theo nhá, 25 này. Rồi, cái này nó mới là đơn giản thôi. Các bạn nghe câu sau, thầy vẽ vẫn còn dễ nhá. Tí nữa có những cái thằng vẽ nó còn khó hơn cơ. Các bạn bình tĩnh. Câu 25 nhá, bất lệnh cho NABCD này. Các bạn ơi, cái mấy đứa lớp 12 nó ước ao học phần này lắm đấy các bạn. Rồi. Rồi. SA bố với mặt đấy. Ok. S A B C D. Nào thôi trật tự nào các em. Nào nghe lại nhìn lên bảng là đừng làm bộ nhá. Hãy nghe cái cách thầy xử lý. Hãy nghe cái cách thầy đưa các bạn đưa cái bài về dạng. Cứ làm thì các bước các bạn làm được. Khoảng cách khi mà có M là trung điểm của BC, đây M đây, trung điểm này giữa SM với mặt à với đường AB, đây SM đây, đường AB chỗ đây. Nào, câu hỏi thứ nhất. Bài này các bạn có xác định được đoạn vuông góc chung không? Loại dạng 1. Hai đường này có vuông không? Loại dạng A. Dạng 3 nhé. Có mặt phẳng nào có sẵn không? Có mặt nào chứa thì vẫn chú ý này, dựng thì chứa thằng không nằm trong đáy, nghĩa là bài này mình dựng mặt chứa SM vào song song với cả A gì? AB đúng không? SBC. Mặt SBC song với AB của gì? AB nó cắt rồi còn gì nữa? Ôi, từ từ thế nó là có mắt phẳng nào có sẵn lắm đã. Vậy là mình dựng thêm đúng không? Cái tung di như này, hãy nhìn kết nối giữa hai cái đường này. Cái đường SM và đường AB ấy, thì SM có M nằm trong đáy và AB cũng nằm trong đáy đúng không? Vậy thì từ M thầy kể đến trung điểm của A gì? AD là xong. Chúng ta có luôn một đường sẽ xong trong AB và đấy sẽ là mặt phẳng của chúng ta. Bài này giống bài kia nhỉ? Ừ, giống quá. Thế tôi làm gì nữa? Đúng rồi, rồi gì? À, từ từ, sorry các bạn, bài này thầy vẽ nhầm hình, bài này đáy lên thăng vuông. Ờ, sửa lại một chút nhá. Thăng vuông. Đấy, đi vẽ hình vuông các bạn ạ. Vuông ở đây. Nhưng mà cách làm vẫn thế đúng không? Cách làm nó vẫn thế, không khác, không khác biệt lắm. SA bằng mặt đáy này, SA bằng 2, AD bằng 1, M là trung điểm BC. Đấy, vẫn như thế đúng không? Bài này thực ra là vẫn thế, nó sửa lại thì nó vẫn thế đúng không các bạn? Đấy. Rồi, thế tương tự nhá, qua M thì kẻ đường MN song song với AB, bất đấy trung điểm đúng không? Rồi xong. Vậy thì chúng ta có luôn là chúng ta lấy N là trung điểm của AD. Đó. Vậy thì từ đấy suy ra là gì đây? Cái đường AB sẽ song song với MN và AB song song với mặt phẳng FMN. Từ đấy suy ra là khoảng cách giữa đường AB và SM sẽ bằng khoảng cách của đường AB với mặt phẳng FMN là mặt phẳng của Nancy. Và nó sẽ bằng khoảng cách từ một điểm đưa về điểm A nhé. Nó dễ làm. Đến FMN. Nào, bây giờ Mai Anh nói cho thầy xem là nếu mà thầy tính khoảng cách từ A thì mình sẽ dựng như thế nào. Mấy đường đây, thứ nhất là mấy đường đã.
năm mấy? Từ hai a cho vuông góc là hai cho kẻ hai đường đúng không? Từ a cho kẻ vuông góc của cái gì đấy? Giao tuyến của SMD với mặt đáy là đường nào? Nhìn trên hình ấy, cái đường mặt màu đen này giao tuyến với mặt đáy là đường nào? MN đúng không? Chính xác. Vậy thì từ A đối với em là đoạn nào góc với MN rồi? AN chính xác. AN vuông góc các bạn ạ, bởi vì sao? Bởi vì bạn ý là AD, bạn này là hình thang vuông mà. Đúng không? AD vuông góc với cả BC, ACD, mà CD xong với MN chứ. Thì nó sẽ vuông góc ở đây này. Thế thì khi chúng ta có vuông góc tại N rồi thì chúng ta nối SN vào chưa? Đó, SN vào. Thế thì từ A tôi kể một đường vào đấy vuông góc SN, thì kể là AK nhé. Đây, AK vuông góc này. Đi tính đúng không? Đó, thì chúng ta lại có 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AN bình. Hay vào nhé. SA là 2, thế thì ở đây là 1 phần 4 này. AD bằng 1, thế thì AN bằng 1 phần 2, nghĩa là 1 phần 4. Các em bấm phải tính nghịch đảo này, căn bằng 2 ra kết quả là bao nhiêu đây? Không có. Cứ bấm đi, nếu không có thì chắc là đáp án mình sai rồi, mình làm đúng rồi, sai rồi. Căn bao nhiêu? 12 căn 17 ạ? 2 căn 17 trên 4 trên 17. Ở bài này ghi ra bằng E nhá. Mình làm đúng hay không sai đâu. Ok nhá, bạn thì tính đúng nhá cả lớp. Ok. Check đi, check đi. Các bạn chung dung ok câu này chưa? Nếu mà ok thì comment thời số 25 mình chat nhá. Nó khác bộ đoạn tính thì thực ra câu này ta ná rõ 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 như vậy luôn. Mai mình sẽ ngồi edit cho các bạn video khoảng cách lặng lượt mấy video mai ăn luôn. Ok chứ các bạn ơi. Đó. Xong nhá các bạn nhá. Ok chưa? Đó. Bạn có thể xem câu nào là khó khó một tí nhỉ, có góc điểm cho các bạn làm. Tao thể cho chúng ta làm thử câu 30 nhá, câu 30 này, à cho một hình khác đi. Lăng trụ lăng chuyển đi cho nó mới mẻ đi. Nào, chúng ta làm câu 31 nha các bạn nhé. 31 này. Cho lăng trụ tam giác này. Ok, lăng trụ tam giác này. Lăng trụ đều thì mặc định là lăng trụ của lăng trụ đường. Đó. A phẩy B phẩy C phẩy ABC. Đó. AB bằng A phẩy bằng A 1 này. N là trung điểm của BB phẩy. N là trung điểm nhá. À đúng, N là trung điểm của CC phẩy chứ. Đó. M là trung điểm của BB phẩy. Khoảng cách giữa MN đến A phải Y. Y là trung điểm AB. MN này với cả A phải Y à? Được, bài này thì dễ quá. Cứ nhìn thấy chưa rồi vẽ sau. Sao lại cứ phải thầy vẽ cùng thầy rồi mới mệt cái bài này. Cứ nghe thì chưa điểm nào. Nghe xong thì em lười cũng kể được. À, nghĩa là cái cảm giác mà khi mà người ta đã bày sẵn người ta ăn, nó sẽ lười đúng không? Nào, trong lúc các bạn đi vẽ hình, các bạn có bạn nào nghĩ ra cách làm này không? Giờ nay thì họ vẫn chưa.
mời Lưu Long Vân luôn nhé bạn. Lưu Long Vân ra nguyên tắc nào ra một cách xác định. Câu này vẫn là câu dễ đâu. Câu này vẫn là câu dễ. Câu này vẫn là đơn giản đang phải dùng. Ok chưa? Này mệt quá, này ăn no quá. Thấy chưa nhá? À. Nào, nào thầy mời bạn Lưu Long Vân. Em là Vân hay là Long nhỉ? À, Long Vân, nghe kiểu hay, tên hay thật. Làm các bạn nhìn nhá, chúng ta cùng phân tích này. Lan Anh làm được bài này chưa? Em làm được rồi ạ. Đấy, chưa? Để có hai bạn lớp mình làm được rồi. Nào ơi, thì mời bạn Long Vân nói cho thầy Long Vân làm bài như nào đây? Rồi, đầu tiên nói phương pháp nhé. Chắc chắn là dạng 3 rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dựng mặt bằng P. Đó. Nó chứa một đường và song song với đường còn lại. Thì bài này các bạn nhìn là cái thằng ML với cả cái thằng A với Y đến con nào bằng trong đáy. Thì nghĩa là cái mẹo để chúng ta xác định ngay là không có. Nhưng mà nếu em thông minh em cảm nhận đấy, thì ML song song với cả B gì? BC đúng không ạ? Thì cái đường qua cái đường A với Y chúng ta có vẽ được đường song song với BC không? Qua đường A với Y có vẽ được đường song song với BC không? Có đúng không? Mà song song với BC nghĩa là mặc định song song với M gì? M đường. Vậy thì bài này chúng ta sẽ chọn mặt phẳng, đó là chứa thằng A với Y và song song với M đường. Đấy, thì cách xác định rất là dễ nhá. Như bạn Lưu Long Vân nói, em lấy điểm K hả Vân? Bạn lấy K là trung điểm của AC. Chúng ta chắc chắn rằng sẽ có IK song song với BC chứ. Và song song nút với cả M gì? MN. Tính chất đường trung thì trung bình. Cả lớp có hiểu đoạn này không ạ? Có đi IK không đã? Không chưa? Và mặt phẳng chúng ta lấy là mặt phẳng A phẩy IK. Là mặt màu vàng này nhá. Rồi. Từ đấy suy ra luôn, đúng không ạ? Khoảng cách giữa đường MN với cả A phẩy Y chính là khoảng cách giữa MN và A phẩy IK. Và bạn Vân, bài này quy về điểm nào đây? À quên mất, không phải khoảng cách từ MN với cả A phẩy IK. À đúng không? Sao quy về điểm Y nhỉ? Bài này em đang, nếu mà em dựng mặt phẳng A phẩy IK thì em phải lấy khoảng cách từ MN đến mặt phẳng này. Cả lớp có hiểu ý thế đó không ạ? Bài này mình đang dựng mặt phẳng AIK chứa thằng A phẩy Y chưa? Thế thì cái đường mình tính khoảng cách đến mặt phẳng này phải là MN nhé. Nghĩa là bài này em sẽ lấy điểm M hoặc điểm N để em tính khoảng cách. Nhưng mà vấn đề bài này là MN nằm ở dưới, chứ nó chưa nằm ở dưới đáy. Phải nằm dưới đáy thì chúng ta mới có chân một góc để chúng ta kẻ khoảng cách đúng không ạ? Thì bài này nếu mà chúng ta không nối trực tiếp được thì phải nhớ đến phương pháp đổi gì? Đổi điểm. Bởi vì M với N của chúng ta không hề liên quan gì đến cái mặt đáy, đúng không ạ? Thì bạn tư duy như này thôi. Cái đường MN này bạn sẽ quy về điểm M hoặc điểm N. Thì M hoặc N không, đều không là chân góc của hình. Và mặt phẳng A phải IK cũng không phải là mặt phẳng chứa đường cao, đúng không ạ? Và đúng theo phương pháp khoảng cách của một điểm đến một mặt phẳng thì không phải điểm, không phải chân góc, mặt phẳng cũng không chứa đường cao, thì phải dùng đồ điểm là dạng 3 không trước thầy vừa dạy, đúng không? Nào bây giờ Lan Anh nói cho thầy, nếu mà Lan Anh có đồ điểm không? Lan Anh có dựng vấn đề không ạ? Em có. Ừ, thế bây giờ đồ điểm em đổi từ điểm nào về điểm nào đây? Bây giờ bài này hôm trước thầy dạy rồi, chắc là các bạn quên. Nhìn nhá, thầy sẽ đi đưa về điểm M. Thầy sẽ đưa về điểm M. Tại vì sao? Thì các bạn chú ý lắng nghe này. Điểm M này là điểm khó đúng không các bạn? Đúng không? Bởi vì nó không phải chân có góc. Thì đúng theo phương pháp là chúng ta phải xây đường khó dễ. M là điểm khó, điểm dễ là điểm nào đây? Thì tư duy này,
Không, nghe nghe cái chân vuông góc bài này của chúng ta có ba chân. Thứ nhất là A là chân vuông góc, B là chân vuông góc và C là chân vuông góc, các bạn công nhận thầy bài không? Nhưng mà B với C mà kết hợp với mặt màu vàng ấy, nó tạo thành hình chóp không? Cái điểm B tạo với mặt màu vàng nó thành hình chóp không? Không, nó vẫn tạo được, nhưng mà thứ nhất là cái các bạn nhớ là cái bài khoảng cách ấy, thì các bạn làm theo kinh nghiệm bình thường ấy, mình làm thì mình thường đưa về một hình chóp tam giác đúng không? Có công nhận với thầy điều này không? Khi mà các bạn làm thì cái bước cuối cùng là nó phải đưa về hình chóp tam giác này, các bạn kẻ đúng không? Thì với cái điểm B ấy, mà các bạn ghép với đường màu vàng, mặt màu vàng này, hoặc là điểm C ghép với mặt màu vàng, nó rất là khó, bởi vì là nó không gần nhau mà nó không tạo thành một hình chóp như này. Thì mình phải có sự lựa chọn, mình chọn ngay điểm gì đây? Điểm A. Các bạn nhìn ngay điểm A này, nếu mà kết hợp với mặt màu vàng nó tạo thành hình chóp này chưa? Có nhìn thấy hình chóp màu vàng để tô này không ạ? Nó đẹp hơn không? Đẹp hơn nhiều. Đây là về mặt cảm nhận đấy nhá. Cả lớp hiểu cái này đúng không ạ? Nói lại nhá. Bây giờ điểm dễ, à, điểm khó là điểm M đúng không? Bởi vì nó không phải là chân vuông góc. Bây giờ điểm dễ của bài này là chân vuông góc. Thì chân vuông góc bài này có mấy mấy sự lựa chọn? Có 3 sự lựa chọn. Nó thì là A, có thể là B, có thể là C, có hiểu vấn đề nào không ạ? Nhưng mà mình sẽ lấy A. Bởi vì sao? Nếu lấy điểm A thì cái hình chóp tạo bởi cả mặt màu vàng ấy, đó là hình chóp A phẩy A Aita ấy, nó có đường cao A, nó có đường cao A phải chưa? Nhìn nhìn cho thầy vào cái mặt mình gần đúng khoảng cách là cái mặt này này. Nếu nhá, nếu thầy lấy điểm A đi với cả mặt phẳng A phẩy IK ấy, thì nó tạo thành một hình chóp có đường cao là A gì? Có hiểu ý thầy nó mà. Nhưng mà nếu mà em lấy điểm B tạo với cả A phẩy IK ấy, các bạn nối vào đi, nó lại không có đường cao. Có hiểu ý thế nó không ạ? Đây các bạn nối vào đi, nối B, nhìn vào mắt các bạn thấy ngay, nếu mà nối A phẩy B, đây, A phẩy B nối vào thì làm gì? A phẩy B là đường cao. Hiểu đề đấy chưa? Hoặc là A phẩy C nối vào là đường cao. Đấy thì mình hiểu là cái đoạn này mà mình nhìn nhanh là như vậy nhá. Vậy thì điểm khó là M, điểm dễ là A, thì chúng ta sẽ có đường khó dễ là MA. Và ở đây các bạn nhìn xem cái đường MA này nó như thế nào với cả cái mặt phẳng A phẩy IK. Cắt đây song song đây. Cắt chưa? Ở đây gọi là điểm G nhá. Cắt mặt phẳng A phẩy IK tại G. Mà cắt thì chúng ta có tỷ lệ khoảng gì? Khoảng cách. Đó, à, dùng tỷ lệ khoảng cách này. Chưa dạy rồi nhá. Khoảng cách từ điểm khó là điểm M đến mặt phẳng A phẩy IK chia cho khoảng cách từ điểm dễ là điểm gì? Điểm A đến A phẩy IK nhân M viết ở trên tương ứng, A viết ở dưới tương ứng. Giao điểm là G. Giao điểm là G chưa? MG trên AG hiện tại chưa có gì cả. Nhưng nếu các bạn nhớ, có nhớ cái bài hôm trước thầy nói đến cái đoạn trọng tâm không? Đó, tôi nối A với B vào đây này. Thì tôi phát hiện ngay chúng ta có thằng BO nhá, ở đây thì gọi A phẩy B cắt với cả A, tôi quên mất A phẩy A phẩy Y không đúng, A phẩy O, từ từ bình tĩnh, từ chưa đúng không, chưa đúng không, làm trước nhá. Cái điểm G này là giao điểm của A phẩy Y nhỉ, nó lại không phải là giao điểm của A phẩy B. A phẩy B thì mới dễ. Nào xem nào. Cái quan trọng là cái đường này là đường A phẩy Y thì nó lại không phải là đường chéo của hình. Nếu là đường chéo thì chúng ta chứng minh là trọng tâm dễ được ngay. Đấy. Bơ tỷ lệ này mình lại chưa biết. MG trên AG xem là có tính chất nào đặc biệt không. Nếu mà không dùng trọng tâm thì chúng ta phải nghĩ đến Talet, hoặc là dùng theo cái diện tích tam giác được, Talet cũng được, hoặc là nghĩ đến tam giác đồng dạng. Đấy là những cái mà cái lý thuyết chúng ta thì có thể tính đưa về tỷ lệ.
Nào Đức Anh ơi, à, Tuấn Anh ơi, thầy đang giải này đang ngủ. Nào Tuấn Anh nói cho thầy xem là bài này em sẽ làm như thế nào đây, cái đoạn tỷ lệ này. Ờ, sao nào, thằng IG này cái không xong xong với thằng nhỉ? Bây giờ thầy sẽ vẽ cái bản 2D ra nhá, cho nó dễ nhìn nhá. Bây giờ mình nhìn này, ở nhìn ở đây thì mình cũng chưa rõ tính chất lắm. Thì bạn các bạn ý này, mặt bên của chúng ta bài này là chóp là 5 trục đều, nghĩa là cái mặt A phẩy, B phẩy, BA của chúng ta là hình vuông. Bởi vì sẽ vẽ cái bản hình vuông là để mình tính cái tỷ lệ này, tính được đấy, không chuẩn tính được đâu. À, các bạn nhìn nhá, vẽ hình vuông này, đấy. A phẩy, B phẩy, BA này. Y ở đây là trung điểm nhá, vẽ đúng theo ở trên hình nhá. M là trung điểm B, B phẩy này. Đấy, bây giờ mình kéo được A và Y, cắt với cả AM. Thì bạn thấy ngay là nó sẽ là vuông gì? Vuông góc. Vuông góc phải G luôn. Có hai cách để các bạn làm, vì là bài trắc nghiệm thì anh chỉ cần vẽ đúng là hình vuông ấy, các bạn vẽ vào nó ra, các bạn thấy nó vuông góc chưa? Đây là cái mẹo dễ làm nhất nhá. Mình vẽ luôn tam giác của hình vuông ra, mình nối hai điều này, mình đo luôn là nó là vuông thì mình sẽ tính theo cái thằng vuông này cũng được. Đây là trắc nghiệm. Còn đi về chứng minh thì rất là dễ, các bạn nhìn là chứng minh thì ta chứng minh như sau. Hoặc nhớ luôn tính chất hình ấy, từ A góc bên này nối đến trung điểm của cạnh bên này tương ứng nhá, thì nó sẽ vuông góc với nhau. Đây sẽ chứng minh cho các bạn này. Chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất các bạn nhìn thấy cái tam giác A phẩy AI nó bằng với cái tam giác ABM chưa? A phẩy AI thì nó sẽ là tam giác ABM. Các bạn công nhận đây là hai tam giác bằng nhau không? Đúng không? Có ba, có hai cạnh bằng nhau, một góc vuông. Thì suy ra cái gì? Chúng ta suy ra là cái góc này, góc A phẩy A1 bằng góc A1. Mà nếu hai góc này bằng nhau ấy, thì chúng ta suy ra một điều rất tuyệt vời, đó là chúng ta nhìn trong một cái tam giác AGI. Các bạn có công nhận với thầy là trong tam giác AGI này ấy, chúng ta đang có góc A1 cộng với góc Y này đúng không? Con này bằng bao nhiêu? Chắc chắn 90 độ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hai này nó bằng gì? Bằng nhau. A phẩy 1 bằng A1, đúng không? Thì các bạn có đang có sẵn là A phẩy 1 cộng với Y 1 này bằng 90 độ này. Thằng này bằng 90 độ vì nó nằm trong cái tam giác màu vàng này các bạn, đúng không? Tam giác màu vàng thì có hai góc, còn lại của góc vuông không có 90 độ chưa? Đây nha, các bạn có công nhận gì trong tam giác màu vàng thì cái đoạn thầy tô vàng này đúng chưa đã? Trong tam giác màu vàng có phải A phẩy 1 cộng Y 1 bằng 90 độ không? Mà tôi có A phẩy 1 bằng A 1 chưa? Thế có phải A phẩy 1 bằng A 1 thế thế được không? Nhiều à? A phẩy 1 cộng Y 1 bằng 90 độ bởi vì tam giác này vuông tại đâu đây? Từ hình là vuông tại A thì có điều này chưa? Các bạn công nhận đã? Mà chúng ta chứng minh được vì hai tam giác bằng nhau, cho nên tôi có góc A phẩy 1 bằng góc A 1 chưa? Vậy tôi thế góc A phẩy 1 bằng góc A 1 thì chúng ta có cái thằng này chưa? Ok không ạ? Thì chúng ta suy ra cái góc này này cộng góc này bằng 90 độ này, thế thì có phải góc còn lại của cái tam giác này chính là góc G bằng 90 độ không? À, lớp hiểu vấn đề đó ạ. Nếu mà cô chưa hỏi thì mình chứng minh điều này. Còn như thế là nói nếu mà đi trắc nghiệm bạn vẽ đúng tỷ lệ bạn đo hai góc của nhau thì biết này là vuông. Thế bây giờ tóm lại nó vuông ở đây thì mình tính tỷ lệ AG với cả thằng GM thì mình cũng được, vì là vuông chủ đi trong trận đi trong trận dài. Thầy tính trực tiếp cho các bạn nhìn nhá. Bài này mình tính hết vì nó không tỷ lệ gì cả. Thì nếu mà tính thì dễ nhất là mình dùng tam giác đồng dạng nhé. Tỷ lệ thì nhớ đến đồng dạng. Các bạn nhìn này, tam giác A phẩy AI
sẽ đồng dạng với tam giác sau. A phẩy AI thì nó đồng dạng với tam giác A GI. Có công nhận là hai tam giác đồng dạng với nhau, các bạn nhìn trên hình có đúng không ạ? Đơn giản chúng ta có góc A phẩy là góc gì? Góc A phẩy 1 bằng góc A 1 chân. Chúng mình ở lúc đầu cũng lên nhá. Mà hai góc này có hai góc vuông bằng gì? Bằng nhau chưa? Thì hai cái tam giác này bằng là đồng dạng. Hai thầy đồng dạng tuy ra suy ra tỷ lệ gì? Nếu mà các bạn thực sự muốn đỗ đại học thì các bạn phải hiểu câu này nhé. Bởi vì nếu các em không làm được câu này thì các bạn đừng lơ mơ 8 khóa mất 8 của 9 cấp để đi học. Nhìn lại cái này là A phẩy AI với A GI có đồng dạng bác có hiểu không ạ em bác? Cái từ đấy suy ra tỷ lệ là gì? Tôi đang cần tỷ lệ này đúng không? Đúng chưa? Thì tôi nhìn thế này thì tôi sẽ có tỷ lệ là từ nhỉ? Hai cái thằng này thì không, thể thì thầy sẽ không dùng tam giác A phẩy AI mà phải dùng là A phẩy AG thì nó mới liên quan đến cái thằng AG. Sửa lại nhé. Không, mình tính AG thì đây mục đích phải tính AG thì nó thể tính trực tiếp MG. À không, thế thì mình làm trực tiếp lượng từ. Đây, thế thì thầy sửa lại nhé. Quên mất này, AG trên MG thì ở đây mình sẽ dùng đến tam giác sau. Đây, nó lại là đồng dạng này. Thầy xét tam giác A'AG sẽ đồng dạng với tam giác đỉnh A' này thì sẽ tương ứng với đỉnh A. G vuông thì B vuông. Đây, các bạn nhìn thấy hai tam giác này có công nhận đồng dạng với nhau không? Lý do nhé, hai tam giác này hai góc gì? Vuông. Và tôi có góc A phẩy 1 bằng góc A gì đây? A 1 chân. Đây, hai cái góc này bằng nhau này các bạn này. Thì từ đấy chúng ta có tỷ lệ, chúng ta tìm này MG. Đấy, à, kể đó, bây giờ cái tính AG trước, đi liên quan đến AG nhé. AG này, mình cứ biết tỷ lệ ra cho nó dễ này. Chúng ta có AG trên MB đó, sẽ bằng AA phẩy trên AM tương ứng. Các lớp công nhận cái điều này không ta? Có công nhận cái điều này không? Rồi, nhìn thế này, AA phẩy biết 1, MB biết là 1 phần 2, AM sẽ tính được theo pi đâu đúng không? Vậy thì AG bằng pi đâu ạ? Nhân gì? Nhân chéo ở chia. Đấy, A phẩy nhân MG chia cho AM. A phẩy là 1 nhá, MG là 1 phần. MG chưa biết. À đâu, MB quên mất. MB, MB là 1 phần 2. Có cái thằng AM thì mình nhẩm nhanh thôi. Thằng này là 1, thằng này là 1 phần 2 này. Thì là căn bậc 2 của 1 cộng 1 phần 4. Tính cho thầy ra bao nhiêu đấy? AG trên MB. Em nhìn tỷ lệ không? Nhiều một cây chưa? Ra bao nhiêu? Căn 3 trên 2 đúng không ạ? AG là căn 3 trên 2 nhá. Mình thay lên này, căn 3 trên 2 này. MG có tính được không? MG tôi sẽ lấy AM trừ đi A gì? AG. AM vừa tính ra đây này, căn của 1 cộng 1 phần 4 này trừ đi căn 3 trên 2 chia cho chính nó, căn 3 trên 2 tỷ lệ ra bao nhiêu? Bấm một lần. AG ra căn 3 trên 3 thì sửa lại nhé. Xem vậy bấm căn 5 trên 5. Cả lớp cùng bấm như này nào, cả lớp cùng bấm như này là sẽ đáp án là gì? Tóm lại, AG ra bao nhiêu? Cả lớp bấm đi, đúng chưa? Cả lớp đúng chưa? Sao lười nhỉ? Toàn chờ lợi các bạn một nào? Thì 1 nhân 1 phần 2 chia cho căn của 1 cộng 1 phần 4 và bác ra. Đưa lại ra đây. Thầy không biết được, thầy các bạn bấm cho thầy ra cái bỏ nhiều. Có bạn căn ra căn 3 trên 3, các bạn khác ra bao nhiêu?
Hôm trước có đứa nào mượn máy tính thầy nó cầm luôn, nhấn mất luôn máy tính. Bao nhiêu? Bệnh bao nhiêu? Em bấm chưa Vân Vân? Sao đưa bấm? Chúng mày bấm kiểu gì nhỉ? Mệt thật sự ấy. Bấm máy tính uống sai, trời ơi. Năm trên năm mà bạn bấm bấm kiểu gì nhỉ? Đó, đi thi lại chết rồi. Sửa lại nhé, cái 5 trên 5 nhé. Thế tóm lại, tính cho thầy cái thằng tỷ lệ ra bao nhiêu đây? Hả? Ra bao nhiêu? Có lại không bấm nó tỷ lệ luôn thầy. Cái 3 trên 2 thì? 3 phần 2. Xong chưa các bạn? Cái đoạn này thì dùng đồng dạng nó chỉ là một cách thôi, các bạn có thể dùng lượng giác các bạn đi tính nhá. Cả lớp hiểu như thế nào không ạ? Nghĩa là cái việc bạn tìm tỷ lệ AG trên AG trên MG thì có rất nhiều cách để các bạn làm. Một là tính trực tiếp như thầy vừa làm và dùng đồng dạng hoặc là dùng cái gì đấy. Thì đây là thầy chỉ nói qua cho các bạn thôi. Và kể cái đoạn chứng minh vuông góc này, cái đoạn chứng minh vuông góc là bài toán cấp 2. Thì nhớ thầy cái đoạn là nếu mà cái tam giác của chúng ta ấy, có chơi hình vuông mà có hai cái đường cắt nhau kiểu này, nhớ là sẽ vuông nhá. Đó, thì đây là thầy nói để các bạn hiểu. Bơ quay lại bài toán khoảng cách này, nếu mà anh này ra bằng 3 phần 2 ấy, thì bài toán kết thúc trường. Vậy thì khoảng cách chúng ta cần xác định là như sau. Xóa là ở trên đi nhá. Vậy thì chốt lại cái khoảng cách chúng ta cần tìm chính là khoảng cách từ điểm M đến cái mặt phẳng màu vàng A phẩy YK sẽ bằng 3 phần 2 lần khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A phẩy YK. Và quay lại cái phương pháp dạng mấy? Dạng 4 hay dạng 2 đây? Dạng 2 đúng không ạ? Là từ A này tôi sẽ kẻ vuông góc với cả A phẩy YK. Là tôi kẻ mấy đường? 2 đường. A phẩy YK sao với mặt đấy là YK chưa? Đúng không ạ? Đấy là tam giác gì? Đều, lăng trụ đều. Thế thì tôi chỉ cần nối đến trung điểm của YK là xong. À, thầy gọi trung điểm YK là H nhá. À, đây nó hơi bị trùng, gọi là H đi. AH vuông góc với YK. Và tôi nối A phải H và tương ứng. Thì tôi kể AK vuông góc với AH là xong rồi. Đấy. AH đây này. A phải H đây này. Này, AK đây. Đó. Và như mọi khi 1 trên AK bình bằng 1 trên A phẩy bình cộng với 1 trên AH bình. Thay số vào bấm máy tính cho thầy đi. A phẩy là mấy? 1 đúng không ạ? AH là bao nhiêu đây? AH thì bạn ý là nhầm ngay người nào thông minh thì nhầm này. YK bằng 1 nửa BC đúng không? Thế thì AH kéo thằng AH thì kéo dài ra nó sẽ bằng một nửa của đường của cái đường cao của tam giác đều đúng không? Đây gọi là E đi. AH thì luôn bằng một nửa HE à AE. Mà AE có công thức gì nhanh không ạ? Tam giác đều cạnh A thì đường cao của tam giác đều bằng căn 3 trên mấy? Thế thay vào đây thằng này căn 3 trên 4. Đó. Bấm máy tính thầy kết quả cái thằng AK là bao nhiêu? Mười mấy? Căn 57 trên 4. Căn 57 trên 19 này. Chưa xong nhá. Chúng ta phải lấy thằng này nhân với cả cái tỉ số 3 phần mấy? 3 phần 2 nhá. Nhân vào đi. Đáp án nào đây ạ? B. Câu này câu khó gì nhá. Quá khó luôn. Nhớ các bạn. À, thì sẽ là 3 phần 2 lần nhân với cả AK nhá. Đấy, chưa có này vở đi. Đó, cái này đảm bảo khoảng cách nào cũng làm được. Đấy, các bạn nhớ không? Cái câu này nó khác bọt luôn mà. Thứ nhất là mình là phải dự hình là một. Và cái việc tính toán nó cũng rất là khó gì? Khó nhằn hơn. Mà đoạn tính khoảng cách từ một điểm đến một khoảng mình phải dùng đổi gì? Đổi điểm nữa.
Đó. Đấy, các em chữa câu này vào. Các bạn ở trong Zoom ok chưa? Đó, thì đây là cái câu cuối cùng mà thầy muốn cho các bạn trong buổi tối ngày hôm nay.